Dạ, kính chào quý vị khán giả của đài VNTV. Một lần nữa, Jimmy Thái. Xin cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình Straight Talk with Jimmy Thái. Đầu năm Công Cọp 2022, trước hết Jimmy Thái xin kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. Thưa quý vị, hôm nay là Jimmy xin được chia sẻ với quý vị một số vấn đề mà Jimmy nghĩ là ai cũng rất là quan tâm trong năm mới 2022 này. Và đó là cái vấn đề về làm thế nào mà chúng ta có thể có một cái năm mới an khang và thịnh vượng và hạnh phúc. Và bốn cái chữ mà quý vị Jimmy muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay, đó là bốn cái chữ, nó bắt đầu bốn cái chữ F, right? Là bốn cái chữ F mà Jimmy gọi là bốn cái chữ F để mà tìm happier, right? Tức là quý vị đã happy rồi thì mình sẽ happier, mình vui rồi thì mình vui hơn nữa trong năm 2022 của mình, right? Đó là bốn cái chữ F mà Jimmy sẽ nói bằng tiếng Anh rồi mình sẽ dịch sang tiếng Việt. Chữ F đầu tiên là cái chữ fitness, right? Fitness tức là cái sức khỏe của mình. Cái thứ hai nữa là finance. Finance là cái vấn đề tài chính, và tài chính đây là có thể dính tới công việc, công ăn việc làm, cái tiếng Anh gọi là career này nọ. Đó là rồi cái chữ thứ ba là cái chữ family. Family là cái gia đình của mình, làm thế nào cho gia đình mình vui thì vui hơn. Và cuối cùng là cái chữ thứ tư mà Jimmy nghĩ nó cũng khá quan trọng, đó là cái chữ faith, tức là nói chung là cái đời sống tâm linh. Đấy, tức là nhắc lại là mình có fitness là sức khỏe, finance là tài chính, family là gia đình, và thứ tư là tâm linh, là cái faith. Bây giờ mình sẽ đi từng cái một. Theo Jimmy nghĩ là đây là những cái mà Jimmy cảm nhận thấy trong năm 2022. Nếu mà quý vị làm được thì mình sẽ rất là hạnh phúc hơn. Thứ nhất là về cái fitness, về cái sức khỏe. Tại sao Jimmy đặt cái fitness là cái quan trọng đầu tiên? Tại Jimmy nghĩ cho dù đây là năm thứ ba mà chúng ta đã trải nghiệm qua cái COVID, cái mùa dịch COVID này, nhưng mà Jimmy nghĩ là sơ sơ mình thấy là đa số là thế giới bây giờ là cũng hơn 400 triệu cái trường hợp bị nhiễm COVID, và trong đó có gần 6 triệu người chết. Nếu mình nói về nước Mỹ mình không á, là cũng có tới 77 triệu người dân Mỹ bị nhiễm COVID và có gần 1 triệu người bị chết, 914.000 người chết, cho nói một cách chính xác. Và ngay cả cái nước Việt Nam, đa số vì có rất là nhiều vị khán giả của mình là người Việt Nam, thì mình cũng nhắc lại bên Việt Nam á, mình cũng có tới 2.4 triệu người bị nhiễm COVID và có tới 39.000 người, gần 40.000 người chết. Thì quý vị thấy đây là một cái chuyện nó cũng khá là còn quan trọng. Và Jimmy nghĩ là trong năm 2022, cái vấn đề COVID nó vẫn còn là một vấn đề mà làm cho chúng ta rất là nhức đầu. Cho nên về sức khỏe, quý vị phải để ý tới cái sức khỏe của mình. Phải cố gắng làm sao mà mình tập thể dục, thể thao, rèn luyện thân thể. Trẻ tuổi thì mình tập nhiều, lớn tuổi thì có thể mình tập đi bộ sau khi mình ăn cơm tối với gia đình. Hay là cuối tuần mình cũng phải ráng mình đi bộ với trong gia đình với nhau. Thì Jimmy nghĩ sức khỏe vẫn là vấn đề quan trọng nhất trong năm 2022. Rồi. Cái vấn đề thứ hai mà Jimmy muốn nói đến và làm cho nó vui vẻ, đó là về tài chính. Tại vì tài chính đó là một trong những, theo thống kê của Mỹ, tài chính là cái vấn đề thứ nhất hoặc là thứ nhì trong mọi cái vấn đề đổ vỡ của hạnh phúc gia đình hay là trong cái cuộc sống. Cho nên mình không thể nào mà nói một cuộc sống có hạnh phúc mà không có cái để ý tới vấn đề tài chính, cái finance của mình. Cái finance, cái tài chính đây Jimmy có thể break nó ra làm hai ba cái mục nhỏ hơn. Thứ nhất là về cái vấn đề career, là cái vấn đề công ăn việc làm, quý vị. Chúng mình nghĩ là vấn đề work from home, tức là mình làm việc ở nhà vẫn là một cái điểm tránh, và có thể là đây là những cái nó trở thành một cái bình thường hóa trong cuộc sống rồi, chứ không có còn là giống như mùa COVID 2020-2021. Quý vị work from home, bây giờ ngay cả cái việc có vaccine mình đã chích ngừa rồi, chúng mình vẫn nghĩ là đại đa số cả thế giới này người ta vẫn làm việc tại nhà hay work from home. Cho nên đây là một vấn đề sẽ trở thành một cái vấn đề gần như là permanent trong cuộc sống mới của mình. Thì phải chuẩn bị vẫn còn ở nhà, làm việc tại nhà. Thứ hai nữa là khi mình nói về cái financial market hay cái stock market, thì chúng mình nghĩ cái năm 2022 này nó sẽ khá là dao động. Quý vị có thể thấy trong tháng giêng này vừa rồi thôi, là mình thấy cái thị trường chứng khoán của Mỹ và toàn thế giới nó rất là dao động nhiều. Và đặc biệt một cái mà ai cũng có thể nghĩ tới đó là cái stock market hay là cái stock Facebook, right? Cái Facebook là cái mà mình dùng khá là nhiều. Chỉ trong vòng một tuần qua thôi mà Facebook nó bị mất khoảng 1/3 cái giá trị của nó. Tức là nó mất gần 210 tỷ đô la
210 tỷ nha, chứ không phải 210 triệu. Đó, chỉ trong vòng có một tuần lễ mà nó chỉ vì nó không 3 tháng rồi Facebook không có làm ăn khấm khá như là người ta nghĩ mà nó bị mất giá như vậy. Đó là một cái điểm mà Jimmy chỉ nói cho quý vị thấy là năm 2020 này ai mà muốn đến chơi cái thị trường chứng khoán thì Jimmy nghĩ nó sẽ có rất nhiều lúc mà các bạn sẽ rất là đứng tim và rất là khó ăn khó ngủ. Tại vì nếu mà quý vị mất cái stock, quý vị mà mất 1/3, tức là cái stock đó nó phải lên lại 50% quý vị mới bằng lại cái giá ban đầu. Cho nên Jimmy nghĩ đó là rất quan trọng. Thứ hai nữa là vấn đề interest rate, tức là vấn đề cái phân lời. Cái phân lời trong năm này á, là Jimmy biết chắc chắn là cái Federal Chairman của Fed đã nói là sẽ tăng từ 3 tới 4 lần. Như vậy quý vị sẽ thấy là ít nhất tiền lời nó sẽ nhảy lên từ 0.75 cho tới 1%. Và khi mà tiền lời nó lên 0.75 tới 1% như vậy, nếu mà ai đầu tư vào cái thị trường bond, cái thị trường không phải là thị trường chứng khoán mà trường cổ phiếu mà không phải về bên stock mà bên bond, là quý vị sẽ mất từ 6 cho tới 8%. 6 cho 8% thì cũng không đến nổi so với những cái thị trường chứng khoán khác thì cái quý vị có thể mất từ 30-40% như là Facebook mà Jimmy vừa mới nói vừa rồi. Cho nên Jimmy nghĩ là cái năm này sẽ là năm khá là quan trọng. Nhưng mà khi cái tiền lời nó lên, đó, một cái điểm quan trọng mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái tài chính đó là cái thị trường địa ốc, tức là cái real estate. Tại vì khi mà cái giá mượn tiền nó cao như vậy đó, thì sẽ rất là khó cho quý vị đi mượn được tiền như là cái số vừa trước. Trong gia đình Jimmy có bà xã là real estate mortgage broker cho nên biết cái này rất là rành. Tại cứ mỗi mà 1/8 của cái tiền lời mà nó nhảy lên mà quý vị cứ mượn 700-800 ngàn, như vậy là cái tiền mình trả nó lên tới 70-80 đô la một tháng, mà nếu mà nó lên chừng nửa chấm là quý vị thấy cái số tiền nó lên khá là cao. Tức là bây giờ cái payment của mình nó có thể là từ đây đến cuối năm có thể nó khác nhau từ 500 tới 600 đô. Cho nên chuyên nghiệp cái đó rất là quan trọng. Cho nên những ai mà mua nhà hay là muốn đi tái trò chợ địa ốc thì đây là những vấn đề mà quý vị nên để ý kỹ. Và cái điều mà Jimmy nghĩ là nó sẽ xảy ra khi mà cái tiền lời nó cao như vậy thì cái giá nhà có thể là nó sẽ đứng lại và thậm chí nó có thể tụt xuống. Mà Jimmy không có ngạc nhiên nếu mà cái giá nhà trong năm này nó tụt khoảng 10-15% nếu mà cái giá tiền đi vay mượn, cái interest rate, cái tiền lời nó lãi suất nó lên tới một chấm cao hơn cái hiện tại. Đấy. Và cái điều quan trọng nữa là nếu mà những ai mà đang đi tìm việc làm trong cái năm nay, Jimmy nghĩ bạn vẫn là lợi thế. Tại vì nói chung là cái thị trường labor market của Mỹ nó vẫn là shortage. Tại nó có mấy triệu người nghỉ during một COVID mà ngay cả 2 năm nay người ta vẫn không quay trở lại và có những người quyết định là người ta không có đi làm nữa. Người ta chỉ đi làm cái gig economy hay người ta chỉ làm những công việc ở nhà, người ta không có đi làm hãng xưa. Cho nên đó là những cái điều nó khá là thuận lợi cho những bạn nào mà muốn nhảy chót thì vẫn có điều kiện. Cái điều cụ thể là cái cô con gái đầu tiên của Jimmy Phê Thái đó mà tháng 1-2 tháng trước bạn đã nói cái vấn đề làm sao mà đi phỏng vấn trong cái mùa COVID này, bạn có một cái show nói chuyện với quý vị đó. Cái bé vừa mới nhảy hãng và bạn được 25% tăng lương, và một ngày gần đây Jimmy sẽ mời bé quay trở lại để mà có một cái buổi nói chuyện để chia sẻ với quý vị là bạn đã làm cái gì để mà bạn nhảy được một cái job và bạn tăng được 25% lương trong vòng tuần rồi. Đấy. Thì đó là hai vấn đề Jimmy nói về cái fitness và cái finance. Cái thứ ba nữa là Jimmy muốn mention là cái family, tức là vấn đề gia đình của mình. Thì Jimmy nói rồi, cái gia đình thì bây giờ quý vị sẽ thấy người trong gia đình cũng sẽ vẫn còn làm việc ở nhà, và cái vấn đề mà mình phải thương lượng với nhau để trong khi làm việc với nhà ai cũng có thể ngồi nói chuyện trong Zoom hay là có những cái meeting online mà nó không có bị conflict với nhau, mỗi người có một cái phòng hay là mỗi người có một cái giờ làm việc như thế nào, và cái giờ người ta đang ngồi họp thì người khác không lại xuống dưới bếp nấu đồ ăn hay là giặt áo quần hay là hút bụi nhà và nó làm rất là ồn. Thì Jimmy nghĩ cái communication và cái cách mà mình đối tác với nhau trong gia đình cũng khá là quan trọng quý vị, về đấy cái đó. Cái điều thứ hai nữa là vì cái vật giá nó tăng như vậy cho nên cái vấn đề mà trong gia đình, trong cái kitchen, trong cái bếp của mình á, cái vật liệu cái gì nó cũng tăng lên từ 15-20%. Bây giờ quý vị đi mua đồ trong chợ hay là mua đồ đi ra ngoài đi ăn, quý vị phải chuẩn bị mình phải trả 15-20% hơn, tại vì cái minimum wage của California mình năm 2022 nó tăng lên tới trên 15-16 đô thì tất cả những cái gì nó cũng sẽ đắt đỏ hơn. Nếu mà quý vị có pet, tức là quý vị có chó hoặc có mèo
mà trong vài 2 năm qua vì người ta bị COVID, người ta phải đi tới kiếm chó, kiếm mèo về nuôi cho các bạn ấy. Thì bây giờ những cái người nào mà cần cái đó thì Jimmy thấy người ta bắt đầu người ta quay trở lại để làm việc từ từ. Và Jimmy liên lạc và Jimmy nghiên cứu thì thấy là có rất là nhiều cái nơi mà những cái animal shelter đó bây giờ người ta có quá nhiều chó mèo nó dư ra vì những cái người đó bây giờ quay trở lại đi làm và người ta không có nuôi được nữa, người ta trả lại cho mấy animal shelter. Thì đó là một cái vấn đề mà mình phải để ý. À, không phải là khi mình cần có một cái người bạn bốn chân thì mình có họ, bây giờ mình cảm thấy là mình có thể quay trở lại đi làm hay là mình có thể không có bị ở nhà nữa thì mình không cần nữa và mình để mình bỏ nó vào trong những cái animal shelter, thì mình nghĩ như vậy rất là tội cho những cái người bạn bốn chân mà đã đồng hành với mình trong vòng mấy năm qua để giúp cho cái gia đình mình nó ổn định. Thì đó là cái mà quý vị nào mà có pet thì phải nhớ là mình phải ráng giữ cái con thú vật của mình và đừng có đem trả nó lại trong cái animal shelter. Và một cái yếu tố quan trọng, ai mà có con cái nhỏ thì mình sẽ để ý tới cái child care đó, tức là vấn đề mà giữ trẻ trong năm 2022 sẽ khá là phức tạp vì cái vấn đề COVID nó vẫn còn và những cái trung tâm giữ trẻ người ta rất là thiếu người đi làm, tại những người giữ trẻ này người ta quyết định người ta ở nhà, người ta không muốn đi làm nữa, người ta không có làm được bao nhiêu lương hay là vì vấn đề người ta không có lo được cho con họ, có người khác giữ con họ giùm cho nên người ta không đi làm nữa. Cái đó nó sẽ ảnh hưởng tới những người cha mẹ mà có con em nhỏ rất là nhiều. Thì đó là cái vấn đề mà trong gia đình quý vị phải để ý tới những cái đó. Vậy, và cái cuối cùng, cái chị F cuối cùng mà Jimmy muốn xin chia sẻ với quý vị theo quan điểm của Jimmy sẽ có những cái ảnh hưởng lớn trong năm 2022. Đó là cái đời sống tâm linh. Vì cái đời sống tâm linh của mình trong 2 năm rồi quý vị thấy là cái mùa COVID nó làm cho mình cảm thấy là cái đời sống tâm linh nó khá là quan trọng. Và chúng ta cần phải nghĩ tới cái cuộc sống nó quân bình, muốn cái một cuộc sống nó quân bình, không những là mình phải làm việc, mình phải có sức khỏe tốt, mình phải có công việc làm ăn ổn định, mà mình phải có một cái đời sống tâm linh nó rất là tốt nữa để cho mình hiểu được những cái vấn đề mà mình không có thể giải thích được là tại sao là có quá nhiều bị bệnh, có quá nhiều bị chết như vậy. Đấy. Thì chị nghĩ cái vấn đề tâm linh vẫn là một vấn đề khá là quan trọng trong năm 2022. Đó là cái lý do mà tại sao mà chị nghĩ là những cái nhà thờ này, những cái chùa này nó sẽ có đông người tới hơn và đó là một cái điều tốt vì bây giờ bên Mỹ ít nhất là mình đã mở cửa lại được những cái cơ sở tâm linh này và quý vị có thể đi trở lại. Bản thân Jimmy là có thể đi lại là Lộc Uyển, Deer Park ở đây hay là có những người mà cần đi nhà thờ thì mình cũng có thể đi nhà thờ trở lại. Thì đó là điều tốt. Còn nếu không thì mình sẽ có những cái buổi hội họp chẳng hạn như trong cái nhóm của Jimmy có một cái buổi mindfulness mà mỗi tháng là mình ngồi lại với nhau, bạn bè mình tập trung để mình tu học với nhau và mình học hỏi và mình sống làm sao cho nó có chánh niệm. Mindfulness ở đại khái tiếng Việt là chánh niệm. Thì cuộc sống mình nó có chánh niệm hơn và cuộc sống mình có ý nghĩa hơn. Và từ cái phê cái đời sống tâm linh thì một cái điều nữa là Jimmy sẽ nghiệm ra là cái trong năm 2022 vấn đề làm thiện nguyện cũng sẽ là một cái vấn đề mà mọi người rất là trọng tâm vào vì sau cái mùa COVID rất là nhiều nghĩ là bây giờ cuộc sống nó vô thường, cuộc đời nó vô thường thì mình có thể làm được những cái gì để giúp đỡ những người khác. Đó cũng sẽ là một yếu tố rất là quan trọng. Đấy. Jimmy nói là có thể nói cái đề tài với quý vị rất là nhiều nhưng mà Jimmy chỉ muốn tóm tắt lại giới hạn như vậy thôi. Cho nên bây giờ Jimmy có thể tóm tắt lại trong năm 2022. Theo quan điểm của Jimmy là 4 cái yếu tố về fitness, tức là cái sức khỏe, cái finance là vấn đề tài chính, cái family là vấn đề gia đình và cái cuối cùng là cái faith, đó là đời sống tâm linh của quý vị sẽ rất quan trọng. Nếu quý vị có thể làm được 4 cái điều này thì chắc chắn là trong năm 2022 cái cuộc sống của quý vị sẽ vui vẻ hơn. Đó là cái lý do tại sao mà Jimmy có thể tổ chức. Nếu mà ai cần thiết thì mình có thể liên lạc về đài hay liên lạc thẳng với Jimmy và mình có thể tổ chức những cái buổi đi bộ, những cái buổi leo núi. Jimmy leo rất là nhiều. Tháng 12 thì leo một cái núi ở Mission Trail của San Diego mình 16 dặm, tức là 20 mấy cây số. Tháng rồi thì đi một cái bên El Cajon 12 dặm, tức là khoảng 20 cây. Và tháng 3 tới là Jimmy tổ chức trở lại một cái cuộc đi bộ ngoài Mission Trail là tới 16 dặm, tức là khoảng 25 cây số nữa. Và tới tháng 5 thì mình sẽ đi Yosemite, cái đó tới 18 dặm, tức là 30 cây số. Thì đó là những cái mà mình có thể rèn luyện cho cái sức khỏe mình rất là tốt. Quý vị có thể tham gia nếu mà quý vị thích. Còn nhiều vấn đề finance, tài chính là nếu quý vị cần giúp đỡ thì có thể liên lạc về đài, mình có thể có những cái buổi nói chuyện để làm sao mình ổn định cái finance. Family thì
mình sẽ nói không bao giờ hết, và cái tốt nhất là family là cứ theo những cái nhóm sinh hoạt mà chúng mình có mỗi tháng, mình tập trung lại với nhau để sống làm sao để mình thảo luận và mình tạo ra cái lối sống cho đời sống gia đình và đời sống tâm linh của mình nó tốt hơn. Đối với Jimmy thì trong năm 2022 nó đơn giản vậy thôi. Nếu quý vị tạo được bốn cái yếu tố đó, bốn cái F đó, thì Jimmy chắc chắn là cuộc sống của quý vị, gia đình và công việc nó sẽ rất là ổn định. Như vậy thì Jimmy xin tạm ngưng cái buổi chia sẻ ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của chúng tôi tuần tới. Xin chào tạm biệt.